Chào các bạn, mình là Thanh Xuân. Hôm nay mình sẽ ra bản hướng dẫn đếm nhịp bài dân vũ Trái tim anh dành cho em. Bài này mình biên đạo với 4 câu nhạc 8, rất đơn giản và dễ tập, chỉ thực hiện ở một tường. Và trong bài này chúng ta sẽ có một đoạn nhạc nối có 4 nhịp. Trước tiên mình sẽ đi toàn bộ bài này một lần và sau đó mình sẽ có phần hướng dẫn chi tiết ở phía sau nhé. Câu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4, 4 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Từ tư thế này chúng ta sẽ gắn với đoạn nhạc nối 4 nhịp. Bắt đầu chân trái, 1, 2, 3, 4. Và bây giờ sẽ là phần chi tiết. Câu 1, bắt đầu chân trái đi ngang bước dồn về phía bên trái của mình 4 nhịp đầu tiên. 1, 2, 3, 4, nhịp thứ 4 cho mũi chân phải. Sau đó lại đi về phía bên phải của mình, bắt đầu chân phải đi ngang bước dồn nhé. Rồi, 5, 6, 7, 8, nhịp thứ 8 cho mũi chân trái. Thực hiện lại lần nữa câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2 chúng ta tiến thẳng lên phía trước, mình bắt đầu chân trái nhé, 4 nhịp đầu tiên. 2, 2, 3, 4 nhịp thứ 4 chống mũi chân phải. Sau đó 4 nhịp tiếp theo lùi xuống phía dưới của mình, bắt đầu chân phải. 5, 6, 7, 8 nhịp thứ 8 chống mũi chân trái. Chúng ta thực hiện lại câu số 2, đi lên phía trước. 2, 2, 3, 4 rồi sau đó lùi. 5, 6, 7, 8. Câu số 3, bắt đầu chân trái đi sang bên trái trước. 3, 2, rồi lại sang bên phải. 3, 4, rồi lại sang bên trái. 5, 6, rồi lại sang bên phải. 7, 8. Và nhớ là đi sang bên trái bằng chân trái thì chân phải sẽ kiếm mũi. Và đi sang bên phải bằng chân phải thì chân trái sẽ kiếm mũi. Chúng ta thực hiện lại câu số 3. 3, 2. Đấy, nhịp thứ 2 là chống mũi chân phải nha. Rồi, 2 nhịp tiếp theo đi về phía bên phải của mình, bắt đầu chân phải. 3, 4 lại chống mũi chân trái. Và cứ như thế, 5, 6, 7, 8 của mình trước, dồn lên phía trước này. Bắt đầu câu 4. 4 và 2. Rồi lại đổi chân nhé, chân phải lên trước. 3 và 4, rồi lại là chân trái lên trước. 5 và 6, rồi chân phải lên trước. 7 và 8. Chúng ta thực hiện lại câu số 4 từ tư thế cuối của câu số 3. 4 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Kết thúc câu số 4. 4 câu hoàn chỉnh. Câu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4, 4 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Phần đoạn nối có 4 nhịp, chúng ta sẽ bắt đầu từ tư thế cuối của câu số 4 như thế này nha. Rồi, chúng ta kéo chân trái lên ngang với chân phải. 1, 2, rồi đến chân phải. 3, chân trái, 4, chân phải. Nghĩa là chúng ta đứng tại chỗ, chúng ta lắc hông rồi nhé. Chân trái, phải, rồi trái, phải. Thực hiện lại đoạn nhạc nối. 1, 2, 3, 4. Đây là bài hướng dẫn của mình, đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.